Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Cờ Vua. Hôm nay thì chúng ta lại vừa đánh cờ và vừa cùng nhau phân tích tiếp nha. Ok, nay thì mình sẽ khởi đầu với nước cờ D4 đi. Đúng rồi. Cờ này nhìn lạ thế nhỉ. Ok, C4. Thông thường sẽ là E6 ăn vào C6, bạn này chọn phương án ăn vào luôn. Và mình thì vẫn trung thành với phương án E3 thôi. B5. Rồi, để tốt lên tấn công quân tốt của bạn nào. Thông thường thì phương án B5 này khá là yếu nhá. Bạn này ăn lên. Chúng ta có thể lấy tượng ăn lên tấn công vào tốt. Tấn công vào tốt yếu F7. Bạn này lên tượng phòng thủ. Mình sẽ lên mã thôi. Rồi, bạn E6 mình nhập thành. Phát triển mã lên nào. Ok. Tượng E7 thì mình sẽ ăn vào tốt A4 mình chiếu. Và mình sẽ tấn công cái cánh cánh hậu của bạn này luôn. Sẽ mã lên. Mình thấy nước này nó hơi hơi có vấn đề một xíu. Nhưng mà thấy nó vẫn vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đối phương có nước tượng ăn F3. Nước này thì không quá quan trọng đúng không? Mã lên, tấn công, đặc biệt là con tượng ở vị trí D6. Ok, bạn ăn lên, mình nói rồi, con này không quá quan trọng. Về sau thì mình có nước tượng lùi về vua qua đẩy đẩy xe qua ngược một và tấn công, và mình cần phải tiêu diệt con tốt ở vị trí E6 và vua H1 xe G1 tấn công nào. Bạn để lên thì mình cho nước tượng lùi về tấn công trên đường chéo B1H7. Và bạn cố gắng block thì vẫn chưa được tại vì tốt F3 mình đã là tốt phòng thủ. Mình để tốt lên. Để tốt lên nào. Và sẵn sàng với nước tượng A3. Bạn này có thể để lùi về nào. Tấn công vào vị trí H7. Bạn này xuống hậu. Khá là khó chịu. Đưa tượng lên tấn công con mã nào. Lùi hậu về. Và sẵn sàng đưa tượng lên tấn công tiếp vào con xe của đối phương. Cờ này mình có chút vấn đề ở ở con tượng nên tượng C1 nên con xe nó phát triển khá là chậm nên mình cần phải phát triển con tượng này càng sớm càng tốt. Tượng lên nào. Nó còn xuống hậu. Ăn. Đưa xe ra nào. Tấn công xe của đối phương. Và lóc lại. Ok, ăn, ăn.
mã lùi về không được, con mã đối phương khá là yếu. Tiếp theo là sẽ đưa xe ra tấn công tốt yếu ở vị trí A7, và mình thấy là cờ đối phương có chút vấn đề rồi đấy. Tốt A7 là tốt yếu, và đồng thời với nước cờ B đối phương lên thì tốt nè. Ưu thế hai tượng nó đang thể hiện rất là rõ ở ván này dành cho chúng ta. Việc đối phương di chuyển mã nó không còn hiệu quả nữa, tại vì đơn giản mã lùi về chúng ta ăn vào, mã ăn vào chúng ta sẽ ăn xuống đúng không, nên mã này không di chuyển được, con mã này cũng rất là khó di chuyển. Vua đối phương thì bị yếu, và đây chính là ưu thế hai tượng đang được thể hiện. Xe đối phương ăn qua thì thì xe xuống nào. Lên vua. Tốt yếu ở H5. Gần như cái cục này của đối phương là đứng yên, không đi đâu được cả. Có chơi thì họ chăng là đối phương sẽ chơi CC8, nhưng mà cờ đối phương sẽ có vấn đề ngay. Sau rất là H4 này đối phương để lên, ăn 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 lên, để tốt lên, vua lên, vua lên, vua lên. Và vua chúng ta sẽ quay được cánh hậu, và nếu đối phương ăn lên thì ăn. Và chỗ này thì tìm cách ép đối phương vào thế trận giết quan thôi mọi người. Thậm chí là chúng ta có thể lùi xe về được, xe chúng ta di chuyển được mà. Ok, xe lùi về. Chiếu đối phương sẽ lùi vua về. Ồ, bạn lên vua á. Mình thấy bạn lên vua là một cái sai lầm khá là lớn luôn đấy. Hay là ăn con mã trước nha. Mình ăn con mã tốt, ăn lên mình để tốt. Ok, mình nghĩ là ăn con mã đi. Xong mình để F3. Bạn để tốt. Cờ này đối phương có vấn đề khá là lớn rồi. Chiếu, bạn này sót mất nước xe chiếu và xe ăn tốt ở vị trí E5. Ok, sau ăn E5 chúng ta sẽ ăn được thêm con tốt này nữa. Chiếu. Ok, bạn này chấp nhận thua rồi. Phần sai cuộc thì rồi, ăn vào. Ăn vào, đối phương lên. Và máy tính recommend là chúng ta ăn con tốt này, nhưng mà không việc gì phải vội cả. Rồi, mọi thứ cứ từ từ thôi. Đối phương lên mã, để mã lên, ăn, ăn. Và sau khi mã ăn đây là mình sẽ có ưu thế tượng một xíu, nhưng mà chỗ này, chỗ này nè, cái nước hậu lên đây rất là khó chịu luôn. Nhưng mà sau sau khi đổi thì cờ mình lại có ưu thế, tại vì mình đang cầm ưu thế hai tượng. Ở chỗ này thì máy tính ăn còn con này à, ăn mẹ. Ô, không đúng. Ô, lên đây. Bạn qua đây thì mình qua đây, bạn chạy xuống. Ô, bạn này không giữ được cái vị trí tốt yếu B7, tốt yếu A7 nữa. Ok, vậy là chúng ta bị sót chỗ này. Nhưng mà về sau thì còn này chúng ta nhìn là chúng ta biết là chúng ta có ưu thế rồi. Và xe lùi về. Và chiếu. Ăn. Ăn. Đại tốt. Bạn này đi Blunder. Ok. Chúng ta cùng nhìn thử cái performance của chúng ta một xíu nhé. Ván này thì khai cuộc nó khá là ổn, và trung cuộc thì chúng ta xử lý ưu thế hai tượng chưa tốt. Performance của chúng ta là 2350 và performance của đối phương là 2250. Nhìn chung là kết quả khá là ổn, và chúng ta có một nước cờ khá là tốt, đó là nước cờ mã G5. Trước này thì tự đối phương tự sát thôi. Rồi, chắc là ván cờ của chúng ta chỉ đến đây thôi nhé. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye.